Thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng đòi hỏi kinh nghiệm trong tuyển dụng với sinh viên mới ra trường là không hợp lý. Kỹ sư IT mới ra trường phải có kinh nghiệm, đòi hỏi tuyển dụng vô lý, đòi hỏi kinh nghiệm vô lý khi xin việc, trẻ đòi kinh nghiệm, già chê hết thời. Thế nhưng kinh nghiệm có phải thứ mà sinh viên vừa tốt nghiệp không thể có được ngay? Thông cảm với yêu cầu tuyển người phải có kinh nghiệm của các doanh nghiệp, độc giả hay nhận định, doanh nghiệp là nơi làm việc và lấy lương chứ không phải nơi đào tạo nghề. Vì vậy, việc đòi hỏi tuyển người có kinh nghiệm là hợp lý, họ tuyển người làm việc chứ không tuyển người học việc. Ở mỗi công ty, nhân viên nhận lương và làm công việc được giao. Nếu một nhân viên mới đến không biết gì thì làm thế nào? Ai là dạy việc cho họ? Ở công ty tư nhân, không có ai nhận lương để dạy nhân viên mới, họ phải làm việc của mình. Hiện nay, một số sinh viên năm 3, 4 đã đi làm thêm ở các công ty rất nhiều rồi. Dù lương ít, chỉ đủ tiền xăng xe, nhưng họ chấp nhận như vậy để lấy kinh nghiệm và khi ra trường có thể làm việc luôn. Còn lại, một số sinh viên rất lười, chỉ thích chơi nên khi ra trường không biết gì, kinh nghiệm không có thì làm việc thế nào? Đồng quan điểm, bạn đọc Lý Hoa Hoang cho rằng sinh viên cần tích lũy kinh nghiệm ngay trên ghế nhà trường. Từ năm 2 đại học, tôi cùng rất nhiều bạn bè đã ra công trường bê vữa, bốc gạch rồi, phần vì để kiếm thêm, phần vì tò mò yêu thích ngành học, muốn trải nghiệm thực tế. Ai trong ngành kiến trúc cũng sẽ hiểu khối lượng đồ án cho sinh viên ám ảnh đến thế nào, nhưng không bao giờ thiếu chỗ cho việc làm thêm. Đến lúc chính thức ra khỏi trường đại học, chúng tôi đã có hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc ở 2 công ty khác nhau và portfolio thừa để dùng bằng tốt nghiệp làm lót chuột. Thậm chí, trong công ty trước mà tôi làm có một em không đi học cao đẳng, đại học gì cả, nhưng đi làm từ năm 18 tuổi. 5 năm sau, em ngồi chung mâm các senior, trong khi các bạn cùng trang lứa còn chưa tốt nghiệp. Chưa bao giờ tôi hiểu được phàn nàn về việc yêu cầu kinh nghiệm của các sinh viên mới ra trường hiện nay. Rất nhiều em được ăn học nhưng có cái tôi lớn gấp nhiều lần năng lực và thiếu sự tôn trọng, tử tế với ngành mình làm. Kinh nghiệm chính là các dự án, đồ án môn học trong quá trình học, kinh nghiệm thực tập. Tôi thấy nhiều bạn sinh viên khi đi học không quan tâm việc này, thậm chí có bạn đi thực tập chỉ để xin giấy chứng nhận thực tập, còn thời gian thực tập lại tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền. Do đó, lời khuyên của tôi là các bạn nên tham gia và làm các dự án đồ án môn học trong trường một cách thực chất. Còn thời gian thực tập nên tập trung thực hiện task công ty giao thật tốt, thậm chí tìm hiểu và xin các task mình muốn làm trong tương lai từ người hướng dẫn thực tập trong công ty.